Xin chào các em. Bài học ngày hôm trước các em đã được tìm hiểu về các bộ của lớp thú, bao gồm bộ thú huyệt, bộ thú túi, bộ cá voi, bộ rơi. Ngày hôm nay chúng ta tiếp tục tìm hiểu thêm 3 bộ nữa, đó là bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt. Đầu tiên chúng ta tìm hiểu phần 1 lớn, bộ ăn sâu bọ. Bộ ăn sâu bọ với hai đại diện đó là chuột trù và chuột chũi. Thì chúng ta vẫn thường thấy đó là loài chuột trù cỡ lớn. Ngoài ra thì cũng có các chuột trù tí hon. Và những loài chuột trù tí hon này nó là loài thú ở cạn nhỏ nhất, sống ở nhiều nước châu Á, châu Phi, dài khoảng 3,5 đến 4,5 cm, nặng trung bình 1,5 g. Loài chuột trù thì có ích bởi vì chúng thường xuyên ăn sâu bọ, phá hoại mùa màng và một số động vật không xương sống khác. Còn chuột chũi thì chúng thường đào hang rất là giỏi và làm thành những đường hầm chằng chịt ở trong đất. Cả hai loài này đều có những đặc điểm chung như là ăn sâu bọ, kiếm ăn vào ban đêm, có tập tính đào bới đất và đám lá rụng tìm sâu bọ vào giun đất. Như vậy, với cái tập tính là đào bới và lối sống về ban đêm thì cấu tạo răng, mắt, chi như thế nào để phù hợp với lối sống đó? Thì các em quan sát hình ở trên. Chúng ta thấy bộ ăn sâu bọ có phần mõm khá dài, răng rất là nhọn, răng hàm cũng có 3 đến 4 mấu nhọn. Chi trước của nó ngắn, ngón tay khỏe, bàn tay rộng. Thị giác thì kém phát triển nhưng khứu giác rất phát triển, đặc biệt là có lông xúc giác. Như vậy, ở phần 1 lớn bộ ăn sâu bọ, các em cần ghi nhớ hai nội dung kiến thức. Thứ nhất, đại diện đó là chuột trù và chuột chũi. Đặc điểm, bộ răng thích nghi với chế độ ăn sâu bọ gồm răng nhọn, răng hàm có các mấu nhọn. Thị giác kém phát triển, khứu giác rất phát triển, đặc biệt là lông xúc giác. Chi trước ngắn, ngón tay khỏe và bàn tay rộng. Một số điều các em cần biết về chuột trù và chuột chũi. Chuột trù thì còn có tên gọi khác là chuột xạ, và người ta thường nói là hôi như chuột trù. Bởi vì chuột trù có một mùi rất là đặc trưng. Mùi hôi này được tiết ra từ các tuyến da ở hai bên thân chuột đực. Nhưng đối với họ hàng nhà chuột trù thì đây là hương thơm để cho chúng nhận ra nhau. Và hương thơm này thì càng nồng nặc hơn về mùa sinh sản của chúng. Chuột chũi thì chuột chũi sống đào hang trong đất, bộ lông dày mượt, tai mắt nhỏ ẩn trong lông. Trong khi đi thì đuôi sẽ va chạm vào thành đường hầm nhờ những lông xúc giác mọc trên đuôi mà con vật có thể nhận biết được đường đi của nó. Đó là một số điều về chuột trù và chuột chũi. Vậy thì ngoài hai đại diện chuột trù và chuột chũi thì bộ ăn sâu bọ còn có một số loài như là chuột trù voi tai tròn Etendeka hoặc chuột trù lùn răng trắng và chuột chũi Cuba. Cũng là chuột, nhưng chuột đồng thì nó không thuộc bộ ăn sâu bọ mà nó thuộc bộ gặm nhấm. Vậy thì ngoài chuột đồng ra, bộ gặm nhấm còn có những đại diện nào khác? Vậy thì nó gồm những đại diện như là chuột đồng này, sóc này, chuột nhảy, chuột lang. Theo các em, thức ăn của thú gặm nhấm là gì và cách ăn của nó như thế nào? Như vậy, với tên là bộ gặm nhấm thì chúng ta có thể thấy ngay được là cách ăn của nó sẽ là gặm nhấm, đúng không? Ăn gặm nhấm có nghĩa là bào nhỏ thức ăn bằng cách gặm và khoét bằng răng cửa, nghiền nhỏ bằng răng hàm. Vậy thức ăn của nó là trái cây, rau củ. Với cái cách ăn là gặm nhấm như vậy thì bộ răng của chúng phải có cái cấu tạo thích nghi với lại cách ăn đó. Vậy cấu tạo của răng gặm nhấm, các bạn quan sát trên hình. Răng cửa rất là lớn, sắc nhọn, và cách răng hàm một khoảng trống, người ta gọi đó là khoảng trống hàm.
Và loài này thì thiếu răng nanh. Ở bộ gặm nhấm, các em cần phải nhớ đại diện đó là chuột đồng, sóc, nhím. Đặc điểm chung là bộ thú có số lượng loài lớn nhất. Bộ răng thích nghi với chế độ gặm nhấm, răng cửa rất lớn, sắc và cách răng hàm một khoảng trống được gọi là khoảng trống hàm. Tại sao chuột nhà hay cắn phá những vật dụng không phải là thức ăn như bàn ghế, áo quần? Nếu có một con chuột nào đó mà vô trong nhà thì chúng ta sẽ cảm thấy rất là khó chịu. Là bởi vì hầu như bất cứ thứ gì nó đều có thể cắn được. Vậy thì lý do nào mà chuột nhà lại cắn tất cả mọi thứ như vậy? Là bởi vì do răng cửa luôn mọc dài ra cho nên chúng phải gặm nhấm để mài mòn răng. Chuột là một loài sinh sản rất nhanh. Nó có khả năng phát triển nòi giống nhanh một cách khủng khiếp. Một năm một đôi chuột có thể sinh sản được 800 cháu chắt và ăn hết gần 2.000 kg lương thực. Vậy làm thế nào để chúng ta có thể hạn chế sự sinh sôi nảy nở của chuột? Thì có 3 cách. Thứ nhất, dùng thuốc diệt chuột, đặt bẫy chuột. Không tạo điều kiện cho chuột phát triển, sắp xếp đồ đạc gọn gàng, ngăn nắp. Cách thứ ba đó là nuôi mèo để bắt chuột. Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về bộ ăn thịt. Khi nhắc đến bộ ăn thịt thì chắc chắn các em cũng đã nghĩ đến một số cái loài đại diện như là chó sói, mèo, sư tử hay gấu. Vậy bộ ăn thịt thì thức ăn của nó là các con vật khác. Vậy có những cách bắt mồi nào? Có hai cách bắt mồi chính, thứ nhất là rình mồi và vồ mồi, và thứ hai là đuổi mồi và bắt mồi. Rình mồi và vồ mồi ở hổ báo, rình mồi và đuổi mồi ở chó sói lửa thì thường săn mồi về ban đêm, vuốt cùn không thu được vào trong đệm thịt và săn mồi theo đàn bằng cách là đuổi mồi, đó là ở chó sói lửa. Còn rình mồi và vồ mồi ở hổ thì hổ thường săn mồi vào ban đêm, vuốt có thể dương ra khỏi đệm thịt săn mồi đơn độc bằng cách rình và vồ mồi. Các em quan sát đoạn phim sau. Đó là cách rình mồi và vồ mồi ở hổ. Bộ răng của thú ăn thịt có cấu tạo như thế nào để phù hợp với lối sống? Các em quan sát trên hình. Bộ răng của thú ăn thịt gồm có răng cửa, răng nanh và răng hàm. Phần răng cửa thì rất là ngắn và sắc để róc xương. Răng nanh thì lớn, dài, nhọn để xé mồi. Răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi. Đó là về bộ răng. Còn chân của bộ ăn thịt có đặc điểm thích nghi với lối sống bắt mồi như thế nào? Đây là bộ chân của mèo, bao gồm các vuốt cong và đệm thịt dày. Các ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt dày, cho nên bước đi rất là êm. Khi di chuyển chỉ có các ngón chân tiếp xúc với đất, nên khi đuổi mồi chúng chạy với tốc độ lớn. Khi bắt mồi, các vuốt sắc nhọn dương ra khỏi đệm thịt cào xé con mồi. Ở phần ba lớn bộ ăn thịt
thì các em cần ghi nhớ các kiến thức sau. Đại diện là mèo, chó sói, báo, với đặc điểm là có bộ răng thích nghi với chế độ ăn thịt, gồm có răng cửa ngắn sắc để róc xương, răng nanh lớn dài nhọn để xé mồi, răng hàm có nhiều mấu dẹp sắc để cắt nghiền mồi. Các ngón chân có vuốt con, dưới có đệm thịt dày nên bước đi rất êm. Khi di chuyển chỉ có các ngón chân tiếp xúc với đất nên khi đuổi mồi chúng chạy với tốc độ lớn. Khi bắt mồi các vuốt sắc nhọn dương ra khỏi đệm thịt cào xé con mồi. Đây là hình ảnh một số đại diện của bộ ăn thịt, bao gồm hổ, báo, chó sói hay là loài gấu Bắc Cực. Cô và các em đã đi qua nội dung, đã tìm hiểu về nội dung của bài học. Thì để củng cố phần nội dung kiến thức của bài học thì các em sẽ làm bài tập sau. Em hãy sắp xếp các đại diện sau vào các bộ mà em đã học và hoàn thành nội dung bảng. Các loài bao gồm chuột hải ly, nhím, chuột đất man, báo hoa mai, chuột trù răng đỏ, sư tử. Các em sẽ phải sắp xếp nó vào các bộ và nêu những đặc điểm chung của các bộ đó. Chuột trù răng đỏ, chuột đất man thuộc bộ ăn sâu bọ. Đặc điểm chung của nó đó là các răng đều nhọn. Chuột hải ly và nhím thuộc bộ gặm nhấm. Đặc điểm chung đó là có các răng cửa lớn, luôn mọc dài, thiếu răng nanh, có khoảng trống hàm. Báo hoa mai và sư tử thuộc bộ ăn thịt, có đủ 3 loại răng là răng cửa ngắn, sắc, răng nanh dài, nhọn, răng hàm có mấu dẹp. Tiếp theo, các em sẽ phải tự làm phần này. Phần này thì các loài động vật này đã được phân vào 3 bộ, là bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm và bộ ăn thịt. Nhiệm vụ của các em là hoàn thành phần môi trường sống, đời sống, cấu tạo răng, cách bắt mồi và chế độ ăn. Phần này các em sẽ phải tự làm dựa vào những kiến thức mà chúng ta đã học. Và đây là đáp án. Để tổng hợp lại kiến thức bài học thì cô sẽ làm cái dạng sơ đồ để cho các em dễ hiểu. Như vậy ngày hôm nay chúng ta học về bộ ăn sâu bọ, bộ gặm nhấm, bộ ăn thịt. Và để các em dễ nhớ nội dung của bài học thì các em lưu ý là ở mỗi bộ sẽ có hai phần nhỏ, đó là đại diện và phần đặc điểm chung. Như vậy bộ ăn sâu bọ, đại diện là chuột trù, chuột trũi, với đặc điểm chung là thú nhỏ, có mõm kéo dài thành vòi, bộ răng với các răng đều nhọn, thị giác kém phát triển, khứu giác rất phát triển. Bộ gặm nhấm với đại diện là sóc, nhím, đặc điểm là bộ răng thiếu răng nanh, răng cửa lớn, sắc, có khoảng trống hàm. Bộ ăn thịt với đại diện là hổ, chó sói, thì răng cửa ngắn, răng nanh dài nhọn, răng hàm có nhiều mấu dẹp bên sắc, các ngón chân có vuốt cong, dưới có đệm thịt dày. Đây là tóm tắt toàn bộ nội dung của bài học. Bài học đến đây là hết. Các em làm bài tập ở đường link phía dưới của video này. Đọc phần em có biết, đồng thời chuẩn bị bài học để tiết trước, để tiết sau chúng ta sẽ học. Đó là bài các bộ móng guốc và bộ linh trưởng. Chúc các em học tốt!